các pháp tử thân mến. Tôi rất sung sướng khi thấy rằng chúng ta cùng ngồi với nhau và thực hành pháp thuần khiết. pur Dharma. Hành thiền cùng nhau là điều rất quan trọng, như Đức Phật đã nói. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay hai ngàn sáu trăm năm trước, Đức Phật Gautama đã xuất hiện trong xứ sở này và giảng dạy pháp thuần khiết đem lại hạnh phúc to lớn cho thế gian. Con người bắt đầu sống thuận theo lời dạy này, họ bắt đầu hành thiền cùng nhau như chúng ta hôm nay đang làm. Thật không có hạnh phúc nào to lớn hơn hạnh phúc này nếu một người hành thiền một mình họ cũng giải thoát khỏi những phiền não trong tâm và trở nên thực sự hạnh phúc nhưng khi các pháp huynh pháp đệ ngồi lại với nhau và hành thiền với số lượng lớn như thế này nếu thiền của người nào có hơi yếu nó sẽ được tăng cường vì thiền của những người khác mạnh hơn và toàn bộ bầu khí quyển đã nạp đầy những rung động của pháp cho nên bất cứ khi nào có thể các hành giả nên có những thời tọa thiền chung ít nhất mỗi tuần một lần nếu trong tuần rồi thiền của người nào đó bị yếu nó sẽ được tăng cường bởi việc thiền nhóm và người ấy có thể đương đầu với thăng trầm của cuộc đời trọn cả tuần với sức mạnh đã phục hồi đó mỗi hành giả phải phát triển sức mạnh để đương đầu với những thăng trầm của cuộc đời. Muốn vậy, điều cần thiết là phải hành thiền một giờ buổi sáng và một giờ buổi chiều mỗi ngày, phải thiền chung với nhau mỗi tuần một lần và phải tham gia một khóa thiền 10 ngày, ít nhất mỗi năm một lần. Có vậy, chúng ta mới duy trì được sự tiến bộ trên đạo lộ của Pháp. Các gia chủ phải đương đầu với nhiều khó khăn nhiều chướng ngại. Nói gì đến những gia chủ, ngay cả những người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, xuất gia cũng nói với tôi rằng họ không thể hành thiền đều đặn được. Nhưng cho dù muôn vàng khó khăn như vậy, chúng ta cũng không đầu hàng, chúng ta phải hành thiền hàng ngày, sáng và chiều tối. Chúng ta tập thể dục, yoga, chạy bộ hay đi bộ để giữ cho thân thể khỏe mạnh và cường tráng nếu không cơ thể sẽ trở nên ương yếu bệnh hoạn cũng vậy việc giữ cho tâm lành mạnh thậm chí còn cần thiết hơn nhiều tâm quan trọng hơn cả bạn không nên để cho nó ương yếu hoặc bệnh hoạn vipassana minh sát là sự luyện tập về tâm hành thiền mỗi sáng và chiều tối làm cho tâm khỏe khoắn và lành mạnh chứ không phí thời gian chúng ta sống trong một thế giới đầy căng thẳng và phức tạp nếu tâm không mạnh mẽ chúng ta sẽ mất quân bình tâm và trở nên đau khổ những người không biết pháp thuần khiết những người không học thiền này thật là bất hạnh những người đã tiếp nhận được lời dạy hữu ích này mà không ứng dụng nó lại còn bất hạnh hơn họ đã tìm được một viên ngọc vô giá như vậy nhưng lại vứt đi xem nó như một viên sỏi vô dụng còn gì có thể bất hạnh hơn thế nữa sinh ra làm người là một điều may mắn nhất chỉ có con người mới có thể hướng nội và quét sạch những phiền não ra khỏi phần sâu thẳm của tâm công việc này các loài cầm thú chim muôn các loài bò sát sâu bọ hoặc các chúng sinh thấp hơn khác không thể làm được ngay cả một người nếu không biết kỹ thuật này cũng không thể làm công việc này được bạn được sinh làm người được gặp kỹ thuật kỳ diệu như vậy đã học cách ứng dụng nó tìm được lợi ích từ nó vậy mà vẫn để gián đoạn việc thực hành thật là bất hạnh thay chẳng khác nào một người khánh tận tìm được kho báu nhưng anh ta vứt bỏ nó và trở thành khánh tận lại hay như một người đói kém được đồ ăn ngon lành nhưng anh ta lại quăng đi để bị đói trở lại hay như một người bệnh tìm được thuốc hay nhưng anh ta quăng nó đi để bị bệnh trở lại quả thật là bất hạnh thay bạn không nên để phạm phải sai lầm này đôi khi có những người hành thiền đến gặp tôi và nói con đã ngưng hành thiền rồi biết làm sao bây giờ con rất bận thật là một lời bào chữa tội nghiệp không phải chúng ta đã nhồi thức ăn vào thân này ba bốn lần một ngày ư ừ. sao chúng ta không bảo tôi là người rất bận tôi không có thì giờ ăn hôm nay thiền mà chúng ta hành mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều này làm cho tâm lành mạnh và một cái tâm lành mạnh quan trọng hơn một cái thân khỏe mạnh nếu chúng ta quên điều này chúng ta tự làm hại mình chúng ta đừng bao giờ phạm phải lỗi lầm này cho dù có quá nhiều công việc chúng ta cũng phải thực hành bài tập này có khi chúng ta không thể thiền trong cùng một nơi và vào một giờ cố định được mặc dù đáng làm Điều đó vẫn không phải là một sự cần thiết bắt buộc. Điều quan trọng là phải thiền hai lần trong 24 giờ, hai lần trong ngày. Trong những trường hợp hiếm hoi khi bạn không thể ngồi nhắm mắt được, bạn có thể thiền với mắt mở, nghĩa là ngồi cùng với những người khác nhưng với tâm hướng vào bên trong. Chúng ta không nên phô trương việc hành thiền. Những người khác không cần biết rằng bạn đang hành thiền đâu có khả năng chúng ta không thể thiền được như lúc ngồi một mình với mắt nhắm nhưng ít ra chúng ta cũng đã an tịnh và cũng cố tâm được một chút không thực hành đều đặn tâm sẽ trở nên yếu ớt một cái tâm yếu đuối làm cho chúng ta đau khổ vì nó thích quay lại với lề thói cư xử của nó nghĩa là phát ra tham ái và sân hận Chúng ta đã được sinh làm người. Chúng ta đã được tiếp xúc với pháp vi diệu. Chúng ta đã phát triển được niềm tin nơi kỹ thuật này vì chúng ta đã tìm được lợi ích từ nó. Ấy vậy mà chúng ta lại ngưng hành thiền. Chúng ta trở nên dễ vui. Bằng việc hành thiền hai lần mỗi ngày này, chúng ta không làm ơn cho ai cả. Thầy tôi bảo tôi như vậy vì thế tôi phải hành thiền bạn không phải đang làm ơn cho thầy bạn bạn đang làm ơn cho chính bản thân bạn đó vậy đây là một lời dạy lớn lao vô cùng khi bạn bắt đầu cảm giác được các cảm thọ trên thân bạn hiểu cánh cửa giải thoát đã mở một người không thể cảm giác được các cảm thọ trên thân là điều bất hạnh cánh cửa giải thoát đã không mở ra cho họ và khi bạn học được cách trú xả đối với các cảm thọ thời không chỉ cánh cửa giải thoát đã mở mà bạn còn bước vào đó và bắt đầu bước đi trên đạo lộ giải thoát nữa vậy trong thiền minh sát chúng ta kinh nghiệm các loại thọ khác nhau trên những phần khác nhau của thân và duy trì thái độ xả đối với chúng một người hành thiền có trí sẽ hiểu được từ kinh nghiệm của mình việc thực hành đem lại lợi ích cho họ trong đời sống hàng ngày như thế nào mỗi bước đi trên đạo lộ này sẽ đưa bạn càng lúc càng gần đến mục tiêu cuối cùng hơn không một nỗ lực nào bị phí phạm mỗi nỗ lực đều cho quả của nó thiếu tỉnh giác về các cảm thọ sẽ đưa chúng ta vào con đường khổ đau phản ứng mù quáng với các cảm thọ do vô minh sẽ đưa đến khổ đau dukkha samudaya gamini patipada khổ tập đạo thánh đế tỉnh giác về các cảm thọ và duy trì xả với các cảm thọ ấy đưa chúng ta vào đạo lộ dẫn đến giải thoát khỏi khổ dukkha niroda gamini patipada khổ diệt đạo thánh đế nếu chúng ta kinh nghiệm các cảm thọ và phản ứng lại chúng tham ái với các cảm thọ lạc và sân với các cảm thọ khổ chúng ta đã rơi vào con đường triền phượt trói buộc đây là lời dạy của đức phật đây là sự giác ngộ của đức phật vào lúc chết có một cảm thọ nào đó sẽ phát sinh nếu chúng ta không tỉnh giác và phản ứng lại với sân chúng ta sẽ đi vào những cảnh giới thấp hèn nhưng một người hành thiền thiện xảo duy trì được thái độ xả với các cảm thọ ấy vào lúc chết sẽ đi đến một cảnh giới thuận lợi đây là ý nghĩa của việc chúng ta tạo tương lai cho chính chúng ta như thế nào cái chết có thể đến bất cứ lúc nào chúng ta không có một thỏa hiệp nào với thần chết rằng nó chỉ đến khi chúng ta đã sẵn sàng cả mà chúng ta phải sẵn sàng bất cứ khi nào nó đến đây không phải là một kỹ thuật bình thường minh sát là một viên ngọc vô giá có thể giải thoát chúng ta khỏi vòng tử sinh luân hồi và có thể cải thiện chẳng những trong kiếp sống này mà cả các kiếp tương lai nữa để cuối cùng dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn nhưng chúng ta không có thời gian chúng ta có quá nhiều công việc chúng ta đã phí hoài một viên ngọc vô giá khi đưa ra những lời biện bạch này bất cứ khi nào và do bất kỳ lý do gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta phát sinh phiền muộn tuyệt vọng hay u ám kỹ thuật này sẽ giúp chúng ta chỉ cần hiểu ngay lúc này trong tâm ta có sầu muộn tuyệt vọng hay u ám và bắt đầu quan sát hơi thở hay quan sát các cảm thọ lý do bên ngoài không quan trọng đức phật dạy bất cứ pháp nào phát sinh trong tâm đều được đi kèm bởi cảm thọ những gì khởi lên trong tâm được gọi là pháp dharma một cảm thọ sẽ phát sinh nơi thân cùng với bất cứ pháp nào khởi lên ở tâm đây là quy luật tự nhiên tâm và thân tác động qua lại lẫn nhau khi một phiền não phát sinh trong tâm một cảm thọ sẽ phát sinh ở thân bất cứ cảm thọ nào phát sinh nơi thân lúc đó đều liên quan đến phiền não trong tâm đây là những gì đức phật đã dạy bạn hiểu rằng có một phiền não trong tâm và quan sát cảm thọ ở thân bạn thực tập như vậy một cách tỉ mỉ không chỉ một hai lần mà nên làm đi làm lại nhiều lần mọi cảm thọ đều vô thường vì thế phiền não liên quan đến nó cũng vô thường nó sẽ kéo dài bao lâu chúng ta đang quan sát các cảm thọ và cũng quan sát luôn phiền não Xem nó kéo dài bao lâu, nó trở nên yếu đi và diệt, giống như một tên trộm lẻn vào nhà, phát hiện chủ nhà còn thức liền bỏ chạy. Lấy ví dụ của sự nóng giận, khi nóng giận khởi lên vì bất cứ lý do gì, bạn hiểu, lúc này có sự nóng giận trong tâm, à, để ta quan sát xem cảm thọ gì sẽ khởi lên nơi thân nguyên nhân của sự nóng giận này là gì không thành vấn đề bạn đang quan sát cảm thọ và hiểu rằng nó là vô thường sự nóng giận này cũng vô thường lẽ ra nó đã gia tăng cường độ và áp đảo bạn hoàn toàn nhưng bây giờ nó trở nên càng lúc càng yếu hơn và diệt mất đó là một lợi ích to lớn vậy Bất kể phiền não gì khởi lên, có thể đó là tham dục, hay ích kỷ, ganh tị hay sợ hãi, hoặc bất cứ điều gì khác, bạn không bị nó áp đảo. Bây giờ chúng ta đã học được kỹ thuật này, học được nghệ thuật sống, tất cả những gì chúng ta phải làm là chấp nhận. Phiền não này đã khởi, để ta đương đầu với kẻ thù này. Để ta xem xem cái gì đang xảy ra trong thân ta. Nó là vô thường, anitra. Kẻ thù trở nên yếu đi và bỏ chạy. Suốt cuộc đời chúng ta, các phiền não cứ tiếp tục đến, khi thì vì lý do này, khi thì vì lý do nọ. Một khi bạn hoàn toàn giải thoát khỏi mọi phiền não, bạn sẽ trở thành một người giải thoát viên mãn, một bậc a la hán hiện nay giai đoạn này còn rất xa trong cuộc sống bình thường chúng ta phải đương đầu với nhiều khó khăn chúng ta đã tìm ra một vũ khí rất hiệu quả dưới hình thức của những cảm thọ không kẻ thù nào có thể áp đảo được chúng ta trong suốt cuộc đời huống nữa là vào lúc chết nó áp đảo chúng ta thế nào được nó không thể áp đảo chúng ta chúng ta là những ông chủ đây là kỹ thuật nhằm giúp chúng ta trở thành chủ nhân thực sự của chính mình chúng ta đã học được nghệ thuật sống làm sao có thể sống sầu muộn sầu muộn do phiền não sinh ra chứ không do những sự kiện bên ngoài một sự kiện bên ngoài xảy ra chúng ta không phát sinh phiền não chúng ta không trở nên đau khổ một sự kiện bên ngoài xảy ra chúng ta phát sinh phiền não thế là chúng ta đau khổ chúng ta có trách nhiệm đối với đau khổ của mình những sự kiện bất lợi bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục xảy ra và nếu chúng ta mạnh mẽ không phát sinh những phiền não cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình yên mỗi hành giả cần hiểu rằng họ phải hành thiền đều đặn để được hạnh phúc và bình yên trong suốt cuộc đời họ. Tất cả những ai đã đi trên đạo lộ minh sát phải hiểu rằng họ đã nhận được một viên ngọc vô giá vậy. Tỉnh thức trong trí tuệ Chúng ta hãy tự giải thoát mình khỏi sự giam cầm của vô minh. Giải thoát khỏi vô minh có nghĩa là giải thoát khỏi khổ ách trong đời này và cái khổ của sinh tử luân hồi chính vô minh đã trói chặt chúng ta vào khổ dukkha trong kiếp sống này cũng như trong các kiếp tương lai vô minh là gì vô minh là trạng thái ngu si không chú niệm không thiện xảo do vô minh chúng ta cứ tiếp tục tạo ra các phản ứng tâm lý hay các hành sankara mới và cứ tiếp tục làm ô nhiễm tâm chúng ta với những tiêu cực mới chúng ta hầu như không biết những gì chúng ta đang làm chúng ta tự giam cầm mình bằng những ràng buộc của tham ái bằng những ràng buộc của sân hận như thế nào và trong tình trạng vô minh ấy chúng ta đã thắt chặt những cái gút của sự ràng buộc này ra sao chúng ta có thể quét sạch vô minh nhờ sống chánh niệm tỉnh giác và chú tâm trong từng sát na nhờ thế chúng ta sẽ không để cho những hành sankhara mới tạo ra những ấn tượng sâu sắc trên tâm chúng ta giống như những đường khắc trên đá chúng ta sẽ không để cho bản thân bị những kiết sử của tham và sân trói chặt tính chất của sự chú tâm này đầy đủ với sự hiểu biết được gọi là trí tuệ panya và nó quét sạch vô minh tận căn để. Để đánh thức trí tuệ này và để an lập trong đó chúng ta phải thực hành minh sát. Gia tham khe Khi chúng ta đi, chúng ta đi với chánh niệm. Gia tham tri Khi chúng ta đứng, chúng ta đứng với chánh niệm. Gia tham a khi chúng ta ngồi, chúng ta ngồi với chánh niệm. Gia tham say già, khi chúng ta nằm, chúng ta nằm với chánh niệm. Dù ngủ hay thức, đứng hay ngồi, trong mọi trạng thái, chúng ta phải giữ chánh niệm và chú tâm. Không hành động nào của chúng ta được làm mà không có chánh niệm. Mọi thân hành phải được làm với sự tỉnh sát chánh niệm mọi khẩu hành phải được làm với sự tỉnh sát chánh niệm mọi ý hành phải được làm với sự tỉnh sát chánh niệm như vậy chúng ta cần phải để ý chánh niệm đến mọi hành động về thân khẩu và ý của chúng ta hay nói khác hơn chúng ta phải xem xét từng hành động lời nói và ý nghĩ của mình Đồng thời với sự chánh niệm này, còn phải có đầy đủ trí tuệ. Điều này có nghĩa rằng cùng với chánh niệm, chúng ta phải trau dồi sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về ba đặc tính của trí tuệ. Mọi hiện tượng đều có đặc tính cố hữu của sự vô thường, anicca. Mọi hiện tượng vô thường làm phát sinh đau khổ, dukkha, và mọi hiện tượng vô thường làm phát sinh đau khổ như vậy đều không có thực chất. Chúng không thể là tôi hay của tôi hoặc tự ngã của tôi, anatta, vô ngã. Một khi điều này đã được tuệ tri ở mức kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra việc phản ứng với tham hay sân, chấp thủ hay ác cảm đối với bất kỳ hiện tượng nào đã phát sinh thật là vô nghĩa như thế nào. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ có chánh niệm và đồng thời buông xả đối với mọi hiện tượng. Đây là minh sát đây là trí tuệ dựa trên kinh nghiệm làm tiêu tan vô minh này các hành giả chỉ có sự hủy diệt vô minh là an lạc của chúng ta là hạnh phúc của chúng ta là sự giải thoát niết bàn của chúng ta tính chất của tuệ trí tuệ là gì trí tuệ có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến. Cái biết của chúng ta về sự thật chỉ ở bề mặt, chứ không phải là trí tuệ thực thụ. Để tuệ tri sự thật tối hậu, chúng ta phải thể nhập thực tại rõ rệt ở chỗ sâu kín nhất của nó. Một đứa bé thấy những viên ngọc quý chỉ như những viên đá màu hấp dẫn, nhưng một người thợ ngọc lão luyện sẽ định đoạt được những Ưu điểm và khuyết điểm ở mỗi viên ngọc với cái nhìn chuyên môn để đánh giá chính xác giá trị của nó, cũng vậy, bậc trí không tiến hành một cuộc khảo sát chỉ trên bề mặt, đúng hơn, họ đi vào những chỗ sâu kín với trí tuệ, thể nhập và nhận thức chính xác sự thật vi tế nằm bên dưới mọi hiện tượng trong mọi trường hợp. Khả năng tuệ tri sự thật một cách chính xác trong mọi trường hợp này là trí tuệ có ba loại tuệ thứ nhất văn tuệ sutamayapanya là tuệ có được do nghe hay đọc những lời của người khác thứ hai tư tuệ sintamayapanya là trí tuệ thuộc về tri thức hay vận dụng trí óc để trắc nghiệm với khả năng suy luận và phân tích của mình xem tuệ tiếp nhận văn tuệ có hợp lý và logic hay không không thể nói rằng hai loại tuệ này là tuyệt đối vô ích tuy nhiên do chúng là trí tuệ vay mượn nên thường kiến thức có được chỉ là tri thức thuần túy và lợi ích phát sinh từ nó sẽ không lâu dài tu tuệ Bhavana Maya Panya là loại tuệ thứ ba, là trí tuệ dựa trên kinh nghiệm. Đó là trí tuệ xuất hiện bên trong và dựa trên kinh nghiệm riêng của chúng ta về các cảm thọ của thân. Tuệ này dựa trên kinh nghiệm trực tiếp và do đó thực sự lợi ích. Để phát triển được tu tuệ, Bhavana Maya Panya đều cần thiết là phải thực hành giới, sila và phát triển chánh định. Sama Samadhi. Chỉ có tâm đã an lập trong chánh định mới có thể tuệ tri và thực chứng sự thật đúng như nó là. Người đã phát triển chánh định sẽ tuệ tri thực tại đúng như thật. Khả năng thấy các pháp đúng như thật được gọi là minh sát, vipassana, tức thấy các pháp theo một cách đặc biệt. Thông thường chúng ta có khuynh hướng chỉ quan sát sự thật rõ rệt bề ngoài, giống như đứa bé chỉ thấy màu sắc sáng chói và lấp lánh của những viên ngọc vậy. Để có thể quan sát một cách đúng đắn sự thật nội tại, chúng ta cần phải có cái nhìn thể nhập chuyên nghiệp của người thợ ngọc, kim hoàng, nghĩa là chúng ta cần phải thấy các pháp theo cách đặc biệt. Cách thấy đặc biệt này là minh sát, đây là tu tuệ, bhavanamayapana sự phát triển trí tuệ bằng cách thực hành minh sát để hiểu thực tại bề ngoài không đến nỗi khó nhưng muốn hiểu những sự thực nội tại vi tế cần phải có sự nội quan tự xem xét nội tâm hướng sự chú tâm của chúng ta vào bên trong để khám phá quan sát và tuệ tri sự thực nội tại Muốn hiểu sự thật bên trong này, chúng ta phải hành bốn loại chánh niệm mà Đức Phật đã mô tả trong kinh Đại Niệm xứ Mahasati Patana Sutta. Chúng ta thực hành niệm thân bằng cách quan sát sự vận hành của những sự kiện bên trong thân với sự chú tâm đầy đủ. Quan sát hơi thở vô và hơi thở ra là một phần của niệm thân. Quan sát sự thở này dẫn đến chánh niệm về các cảm thọ trên mọi phần của cơ thể thực hành một cách chuyên cần dần dần chúng ta sẽ kinh nghiệm được các cảm thọ thô hay tế trên mọi phần của thân các cảm thọ có thể là lạc khổ khó chịu hoặc không lạc không khổ quan sát những cảm thọ này với sự buông xả chúng ta đã hành niệm thọ Vedana, Nupassana, quan sát các loại tâm khác nhau đang liên tục khởi lên từ lúc này đến lúc khác, chúng ta hành niệm tâm. Sita, Nupassana, quan sát các nội dung tâm trí khác nhau, chúng ta thực hành niệm pháp. Dhamma, Nupassana, sở dĩ chúng ta xem niệm thọ Vedana, Nupassana quan trọng hơn là vì nó liên quan trực tiếp đến ba loại niệm khác thọ vedana được nhận thức bởi tâm chita nhưng nó được kinh nghiệm ở thân mỗi phiền não trong tâm có liên hệ sâu sắc với một cảm thọ nào đó ở thân do đó khi chúng ta củng cố niệm thọ tự động chúng ta cũng củng cố ba loại niệm khác thân tâm pháp theo cách này chúng ta có thể quan sát bản chất thực của tâm và thân danh sắc trong từng sát na qua việc thực hành minh sát dựa trên các cảm thọ dần dần chúng ta sẽ phát triển được sự hiểu biết rằng thân này chỉ là một tập hợp của những hạt hạ nguyên tử vi tế tức các kalapa mà những hạt hạ nguyên tử ấy tự bản chất lại luôn luôn biến đổi sinh và diệt không ngừng những hạt hạ nguyên tử hay kalapa tổng hợp sắc được tạo thành từ bốn đại đất nước lửa và gió sự trôi chảy của dòng thân và dòng tâm hằng thay đổi này chỉ có thể được quan sát với sự trợ giúp của định samadhi thể nhập quan sát tâm và thân danh sắc chúng ta có thể kinh nghiệm tính chất vô thường anicca khổ hay bất toại nguyện dukkha căn bản của nó và trong tiến trình này tính chất vô ngã của nó càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Chúng ta bắt đầu thực chứng được rằng cả dòng thân lẫn dòng tâm này đều không có thực chất, không cốt lõi, không có gì trong dòng danh sách này là thường, là bền vững hay bất biến để chúng ta có thể gọi là tôi, của tôi hoặc để chúng ta có thể đòi quyền kiểm soát. Cho đến mức này, chúng ta bắt đầu học cách quan sát dòng danh sắc với sự buông xả với thái độ vô tư sự khảo sát các cảm thọ vi tế càng sâu bao nhiêu thì sự buông xả của chúng ta càng mạnh hơn bấy nhiêu bao lâu còn chấp trước chừng đó chúng ta không thể quan sát đối tượng thiền một cách khách quan đúng như nó là được xuyên qua trí tuệ có được do thực hành minh sát sự chấp trước của chúng ta càng lúc càng trở nên yếu đi và chúng ta có thể quan sát đối tượng thiền càng lúc càng khách quan hơn khi chúng ta bước vào căn nhà tối với một cây đèn bóng tối sẽ bị xua tan ánh sáng sẽ soi sáng cả căn nhà và mọi đồ vật trong căn nhà ấy cũng vậy ánh sáng của trí tuệ, xua tan bóng tối của vô minh và những sự thật cao quý vĩnh hằng sẽ được soi sáng và được thấy một cách rõ ràng. Nhờ việc thực hành liên tục, chúng ta kinh nghiệm được sự thật của khổ ở mức sâu xa nhất. Vì sao cái tâm luôn luôn không hài lòng và bất mãn này lại bị khổ sở vì khác ái? và sự khác ái này lại không bao giờ cùng tận giống như một cái hố không đáy làm tiêu vong mọi nỗ lực muốn làm đầy nó như thế nào chúng ta hiểu nỗi đau khổ của sự chấp trước và dính mắt của chúng ta vào niềm tin nơi một tự ngã làm thế nào sự chấp trước của chúng ta vào khái niệm về tự ngã này vào những tham ái và quan điểm này lại làm chúng ta bị ám ảnh và khổ đau không dứt khi chúng ta tuệ tri khổ dukkha và nhân căn để của khổ chúng ta cũng tuệ tri thánh đạo vốn hủy diệt mọi khác ái sinh ra khổ từ đó dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ khi chúng ta tiến bộ trên đạo lộ này chúng ta sẽ đạt đến sự giải thoát khỏi mọi khổ đau tức đạt đến niết bàn qua việc thực hành minh sát, trí tuệ chúng ta sẽ càng lúc càng tăng trưởng mạnh hơn. Trí tuệ này quét sạch mọi ảo tưởng, ảo giác, những ấn tượng sai lạc và vô minh. Thực tại sẽ trở nên rõ rệt hơn vì những ấn tượng huyễn hoặc không còn có thể bám chặt vào tâm. Khi trí tuệ tăng trưởng, giới, sila cũng trở nên trong sạch, tâm được tịnh hóa khỏi mọi phiền não và tiến tới trên đạo lộ này chúng ta thành tựu trạng thái thanh tịnh của các bậc thánh arias chúng ta cảm nhận niềm hỷ lạc của niết bàn hạnh phúc có được qua việc hành minh sát được xem là thù thắng hơn bất kỳ hạnh phúc nào khác chẳng phải sự hưởng thụ các dục lạc thô cũng chẳng phải sự hưởng thụ các dục lạc cực kỳ vi tế đem đến cho ta hạnh phúc trường cửu khi lạc thuộc bất kỳ loại nào đi đến, chấm dứt, thì kết quả của nó sẽ là khổ. Và do mọi tình cảnh đều vô thường, nên nó chắc chắn phải thay đổi và đi đến chỗ chấm dứt. Khi một kinh nghiệm khả lạc, chấm dứt, tâm sẽ cố gắng để lấy lại nó. Khát ái này đem đến khổ đau. Hạnh phúc chân thật chỉ đến từ những gì giữ được sự bền vững. Khi chúng ta quen, quan sát, với thái độ hoàn toàn buông xả, khả năng quan sát của chúng ta có thể giữ được sự ổn định vững vàng, cho dù những đối tượng của sự quan sát cứ tiếp tục thay đổi. Chúng ta không lấy làm sung sướng khi kinh nghiệm các dục lạc hay siêu thế lạc, chúng ta cũng không than khóc khi chúng mất đi. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều nhìn một cách khách quan như một khán giả đang xem kịch vậy ở những chiều sâu của tâm khi chúng ta quan sát tính chất thay đổi của những cảm thọ thậm chí vi tế nhất thì sự hiểu biết chân chính hay trí tuệ thấy được sự sâu xa của vô thường sẽ phát sinh chúng ta quan sát mọi trạng thái đang thay đổi với cùng cái nhìn khách quan và vô tư ấy thấy những gì rõ rệt đang xảy ra trước mắt chúng ta không chút phiền não trong tâm là hạnh phúc chân thực. Trạng thái này được gọi là Dita Dhamma Sukha Vihara, hiện pháp lạc trú, trạng thái an lạc của sự hiểu biết về pháp, sự thật. Nào, chúng ta hãy củng cố tu tuệ Bhavana Maya Panya của chúng ta qua việc hành minh sát bỏ lại phía sau sự phấn đấu liên tục với những tham ái vốn gây ra biết bao sao động và bất mãn. Chúng ta hãy cố gắng đạt đến sự giải thoát khỏi ràng buộc của tham ái. Khi đã an lập trong trí tuệ, chúng ta sẽ đạt đến sự giải thoát và an lạc thực sự.